Kinh văn. Do vì không siêng năng cầu đạo giác ngộ vô thượng, chỉ thích nghĩ đến tiểu thừa, được một ít liền cho là đủ. Giảng giải. Ở đây Đức Phật quở trách Phú Lâu Na rất nặng. Tại sao ông không trừ được trần lao phiền não? Tại sao tâm ông dao động để cho được trần lao phiền não khởi dậy? Đó là do vì không siêng năng cầu đạo giác ngộ vô thượng. Ông không từng lưu tâm đến việc tu tập đạo giác ngộ vô thượng, nhưng chỉ thích nghĩ đến tiểu thừa, được một ít liền cho là đủ. Ông chỉ ham thích giáo lý của hàng nhị thừa và hài lòng với sự chứng đắc các quả vị thấp nhỏ. Phần này trong kinh văn rất quan trọng, mọi người nên tự phản tỉnh nơi chính mình. Tự hỏi rằng mình có thực tâm tinh tấn cầu đạo giác ngộ vô thượng không? Quý vị có chân thực cần cầu Phật Pháp không? Nếu quý vị thực tâm muốn thâm nhập Phật Pháp, quý vị cần phải siêng năng cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Hàng ngày quý vị hãy tự hỏi rằng, mình đang làm gì ở đây? Có phải là chỉ theo đám đông? Họ cười thì tôi cười, họ nói thì tôi nói chăng? Nếu quý vị là người chỉ theo đám đông, thì quý vị chưa phải là người đang tu tập công phu. Nếu quý vị thực tâm hạ thủ công phu, thì thậm chí khi người bên cạnh nói, quý vị cũng chẳng biết họ nói gì. Nếu có người đi qua, quý vị cũng không thấy. Tôi không phải là người điếc, tôi chẳng phải là người câm. Quý vị nói, tại sao tôi không thấy được họ? Tại sao tôi không nghe họ nói? Nếu quý vị không thấy và không nghe, dù quý vị chẳng phải là người điếc hoặc người mù, thì đó là điều vi diệu. Thế là quý vị thực sự đạt được điều gì đó rồi. Quý vị không mù, không điếc, nhưng nhãn quán hình sắc nội bất hữu, nhĩ thính trần sự tâm bất tri. Nếu quý vị có thể được như vậy, thì tôi biết ngay là quý vị đang siêng năng cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Nếu không được như vậy, thì quý vị phải dũng mãnh lên, thực tâm đặt mình trên con đường đạo, cần cầu đạo giác ngộ vô thượng. Một hôm có người hỏi tôi, ở đây chẳng có nơi nào yên tĩnh cả. Nếu trong mình tự yên tĩnh, thì mọi nơi đều yên tĩnh. Nếu tự trong mình không được yên tĩnh, thì nơi nào cũng rối loạn cả. Nếu trong tâm quý vị không được yên tĩnh và bị xoay chuyển bởi ngoại cảnh, thì đi đâu quý vị cũng có ngoại cảnh đi theo. Bất luận quý vị đi đâu, lên núi xuống biển, ở ngoài trời, trong nhà, trong cốc, ngoài hiên nhà, bất luận đi đâu, quý vị cũng không được yên tĩnh, vì quý vị thậm chí không được hòa hợp với chính mình. Quý vị trở nên bực dọc với chính mình. Tại sao vậy? Vì quý vị không thể làm chủ được hoàn cảnh chung quanh mình, quý vị đã bị nó tác động. Khi có ai đi ngang qua một người đang tinh tấn hành trì, thì người đang tu đạo ý chẳng để ý người đi qua. Nếu có ai nói điều gì đó ở bên cạnh, người ấy cũng không nghe. Quý vị có thể phản đối, thầy luôn luôn khuyến khích làm những việc khó làm, con không thể nào làm được. Nếu quý vị tìm ra cách để làm cho được cái việc khó làm ấy, thì đó là điều đáng nói. Tất cả mọi chuyện đều là vô nghĩa nếu quý vị chứng đạo. Nếu quý vị có thể chuyển thành phố ồn ào thành như núi rừng yên tĩnh, thì quý vị đã có chút công phu. Thế thì hãy tự hỏi mình đã tinh tấn cầu đạo vô thượng Bồ Đề chưa, hay chỉ đến đây để tìm lỗi người khác? Thế này thì hoàn toàn đúng, nhưng thế nọ thì hoàn toàn sai. Có phải quý vị chỉ chĩa máy quay phim về phía bên ngoài để thu hình người khác, chứ không phải của chính mình? Quý vị nên tự hồi quang phản chiếu, quay cái nhìn lại bên trong mình. Quý vị có thực sự tu hành trong suốt thời gian mình đang ở đây để học Phật Pháp hay không? Nếu không được như vậy, có nghĩa là quý vị đã lãng phí thời gian. Nếu quý vị thật sự tu hành nghiêm chỉnh, hãy tự hỏi mình thử mình đã có được những lợi lạc gì.
nếu chưa có được điều gì cả, thì nên nỗ lực tinh cần hơn. Hãy lấy ví dụ học chú Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị đã làm được gì? Quý vị có tụng thuộc lòng được chăng? Rốt ráo, kinh Thủ Lăng Nghiêm được nói là nhân có chú Thủ Lăng Nghiêm. Nếu không có chú Thủ Lăng Nghiêm thì cũng sẽ không có kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thế nên, nếu quý vị không hiểu được nội dung kinh Thủ Lăng Nghiêm, gọi là tạm được nếu như quý vị tụng thuộc lòng chú Thủ Lăng Nghiêm. Nhưng đừng bận tâm đến điều này nhiều quá. Quý vị vẫn ăn khi đói và vẫn ngủ khi mệt. Đừng quá quan tâm đến chuyện học thuộc lòng chú Thủ Lăng Nghiêm đến mức không thể nuốt nổi thức ăn và bị chứng mất ngủ. Nếu quý vị lo lắng thái quá đến mức sẽ giảm khả năng học chú, tôi đã bảo quý vị là hãy nhìn mà đừng thấy, lắng nghe chứ đừng nghe tiếng. Nhưng mọi người đều bị xoay chuyển bởi hoàn cảnh mà không tự kềm chế được. Quý vị để ý nhiều đến việc gì khi lần đầu thấy chúng, nhưng thời gian sau thì quên ngay và sự việc ấy không còn tồn tại trong quý vị nữa. Lấy cái đồng hồ làm ví dụ. Đồng hồ cũ thường kêu tích tắc rồi đổ chuông. Nếu quý vị có một cái đồng hồ như vậy, thì ban đầu quý vị còn chú ý đến tiếng tích tắc của nó. Nhưng sau khi quen rồi, quý vị chẳng còn nghe gì nữa cả. Nếu để ý đến thì vẫn nghe tiếng tích tắc, nhưng nếu không để ý như thể chẳng nghe gì cả. Điều này chứng minh rằng nếu tâm mình chẳng vướng mắc vào thứ gì thì chẳng có gì tồn tại. Đó là ý nghĩa câu trên: nhãn quán hình sắc nội bất hữu, nhĩ thính trần sự tâm bất tri. Khi quý vị theo đại chúng đi ngồi thiền, nhưng rồi than phiền có người cục cửa miết, người bên cạnh mình cử động, nhưng đừng trách cứ họ. Đó chỉ là do mình chưa có nhiều định lực. Nếu mình có định lực, dù bất luận người bên cạnh có cử động đến mức nào, mình cũng chẳng biết. Vì sao quý vị biết được người bên cạnh cử động? Vì chính mình đang động, tâm mình đang động. Đó là một việc. Có việc lớn, việc nhỏ, việc xấu, việc tốt. Việc quý vị cần phải làm là cách thế nào để vận dụng Phật Pháp mà tu hành, còn những việc khác chẳng có vấn đề gì. Quý vị sẽ phản đối: nhưng con không thể nào vận dụng được. Nếu quý vị không thể vận dụng được, quý vị phải nghĩ ra cách để làm. Quý vị phải duy trì công phu vào một hướng. Khi công phu đã sâu, tự nhiên quý vị hoàn toàn không bị xoay chuyển bởi hoàn cảnh. Khi đã có được định lực, chẳng có cảnh giới nào làm động tâm mình được. Người Trung Hoa có ngạn ngữ: học vấn thâm, thời ý khí bình. Con người thường cư xử bốc đồng do họ thiếu học vấn. Nếu định lực mình sung mãn, thì dù có việc gì quá xấu, quý vị vẫn có thể tác động đến nó, khiến trở thành tốt hơn. Chẳng hạn tôi từng kể cho quý vị nghe, hễ khi nào tôi ở Cựu Kim Sơn thì ở đó không xảy ra động đất. Những ai chưa thâm hiểu Phật Pháp thì cho đó là điều khó tin nổi. Nhưng nếu quý vị thâm nhập Phật Pháp và thực hành công phu cho đến chừng nào có được định lực, sẽ thấy bất kỳ mình đến đâu, đại địa đều bình an, hoàn toàn chắc chắn ở đó không có vấn đề gì. Nên bây giờ chúng ta đang tu tập định lực. Đến khi chúng ta thực sự có được định lực thì sẽ có sự bình an bất kỳ mình đến nơi đâu. Nếu chúng ta không có định lực thì dù có ở nơi an ổn vẫn không được an ổn, vì tâm mình đang dao động. Với định lực, quý vị có thể xoay chuyển hoàn cảnh chung quanh mình. Điều này rất quan trọng. Do vậy trước hết quý vị phải học thuộc lòng chú Thủ Lăng Nghiêm, rồi còn phải tu tập Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Với Thủ Lăng Nghiêm Đại Định, chúng ta chẳng còn lo ngại điều gì cả. Quý vị thực sự thấy mình vững chãi. Thế nên bây giờ khi tôi đang nói đây thì mặt đất ở Cựu Kim Sơn vẫn vững chãi, và dù bom nguyên tử có rơi xuống đây cũng chẳng hề gì, nó sẽ không nổ. Quý vị phải có niềm tin và đừng sợ. Với chú Thủ Lăng Nghiêm và với thực tế là chúng ta đang nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm thì chẳng có gì để sợ cả. Chư Phật và Bồ Tát chắc chắn sẽ che chở cho chúng ta khi đang học Phật Pháp ở đây, nên quý vị đừng bận tâm.
哼哈哈哈，问什么的说。